không gian sống xanh tại thủ đô, ước mơ không của riêng ai. Sudico đặc biệt chú trọng đầu tư xây dựng dự án trọng điểm khu đô thị mới Nam An Thành. Dự án tọa lạc ở vị trí Long Mạch phía tây thành phố, ngự thế uy phong và được thụ hưởng trọn vẹn hạ tầng giao thông nội đô mở rộng. Theo đại lộ Thăng Long đến khu công nghệ cao Hòa Lạc là 20 km, vườn quốc gia Ba Vì là 30 km, trung tâm hội nghị quốc gia Mỹ Đình là 7 km. Theo đường vành đai 3,5 đến trung tâm quận Hà Đông là 7 km. Tương lai sát dự án là các tuyến đường liên khu vực 2, tuyến đường vành đai 4, tuyến đường vành đai 3,5 đoạn từ đại lộ Thăng Long đến quốc lộ 32 đang được nhà nước gấp rút đầu tư. Tổng mức đầu tư khoảng 7.000 tỷ đồng cho hạ tầng kỹ thuật, tổng diện tích 187,6 ha, đáp ứng khoảng 28.000 cư dân có thể sinh sống tại đây. Khu đô thị Nam An Khánh Sudico được quy hoạch là khu đô thị hiện đại bậc nhất, quy mô chỉ tiêu sử dụng đất chính như sau. Đất cây xanh mặt nước 229.024 m², đất giao thông nội khu 551.853 m², đất công cộng dịch vụ và trường học 83.241 m², đất ở 630.667 m², đất hỗn hợp 274.889 m². Với điểm nhấn là ba hồ nước nhân tạo, thiết kế không gian dựa trên hình ảnh cấu trúc cảnh lá tự nhiên, hệ thống giao thông bám quanh hồ tạo không gian lưu thông dạng vòng uyển chuyển mềm mại. Dự án khu đô thị mới Nam An Khánh hứa hẹn sẽ mang lại một môi trường thiên nhiên trong lành bởi gần 10 hectare hồ điều hòa, 16 hectare cây xanh sinh thái đa dạng. Các nhóm nhà ở thấp tầng được bố trí dọc theo các tuyến đường nội bộ có lối ra vào riêng, tạo khu độc lập, an toàn tuyệt đối. Khu hỗn hợp và chung cư cao tầng được bố trí tạo điểm nhấn thành cụm tại 3 vị trí phía Tây Bắc, Tây, Đông, tạo cảnh quan đa dạng. Với ý tưởng thiết kế quy hoạch kiến trúc sáng tạo vì cộng đồng, các mẫu nhà ở biệt thự, nhà ở liền kề có sân vườn, nhà ở liên kế thương mại mang phong cách Italian hoặc Santa Barbara của vùng Địa Trung Hải trẻ trung và hiện đại. Có cảnh quan ba hồ điều hòa, thiết kế không gian dựa trên hình ảnh cấu trúc cảnh lá tự nhiên. Các công trình xây dựng với mật độ thấp, có khoảng cách thông thoáng, trang hòa, tận hưởng cảnh quan thiên nhiên. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội được đầu tư đồng bộ hiện đại. Khu đô thị Nam An Khánh Sudico hội tụ những điều kiện tốt nhất để đáp ứng nhiều phong cách sống của nhiều đối tượng khách hàng khác nhau. Tương lai, khu đô thị mới Nam An Khánh Sudico hứa hẹn sẽ trở thành một trong những khu đô thị kiểu mẫu hiện đại và đáng sống bậc nhất tại Việt Nam.